Escape rồi 3MS. Yeah. Chứ này là Talon. Lục. Trời. Tin con 2. Quốc luôn. Đúng. Đúng rồi. Chà, trắng như Ngọc Trinh. Chứ này lạ nhỉ. Trống trắng ấy, chịu. Quốc. ATX 620. Quốc. Sai. Quốc. Chiếc này là Vinpai nạc tin. Chiếc này là chiếc Himma 1. Lục. Himma 2. Đổ. Chiếc Lava 2. Đổ. Hay. Nice. Tôi chỉ biết cái chiếc này chiếc xe đua gần 100 triệu thôi. Chiếc gì nè. Cả lắm. Chiếc này là chiếc Brumel Advent 2 thì phải. Lục. Chốt chưa? Chốt. Lục. Trời ơi dễ. Vinh con. Vinh con. Tâm đinh chưa cái đầu đấy. Vinh con. Chiếc này còn rồi. Chiếc này là Content 2. Lục. Đánh. Trời ơi dễ. Tâm đinh chưa cái đầu rồi. Hay. Chiếc này là Content 3. Đó. 200 mà. Chiếc đồng nào này. Thôi đánh đi. Chiếc. Chiếc này là chiếc RAM. Chưa. RAM hay Talon nhỉ? RAM. Chốt nha. Chiếc RAM 3. Lục. Đánh sai nữa trời. Rõ. Rõ. Nga xe này nhìn là xe gấp rồi. Phải gấp rồi. FD 806. Sai. Xe đập gấp. Rồi. Xe đập gấp. Số hiệu bao nhiêu thì em không nhớ. Trời ơi, nhìn chắc dữ vậy. Thôi. Trinh ít. Lục. Ủa có gợi ý không vậy? Lục. ATX đỏ đen. Chín ít. Làm gì có chín ít. Đó. M36 à? Lục. Đúng chưa? Chơi. Đánh. 36 đi xuống. Chín ít TX 14. Rồi sai. Trời ơi. Nhiều tiền dở. Thôi. Hao tiền. Không phải. Sáng rồi là đánh bang đây. Momentum thôi. Nhường anh có tiền gì quá. Đập đủ lại đây rồi chốt. Momentum I need lát đè đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. No. Anh chỉ đoán trước này trước trung thủy. Adore FX 160. Lục. Lục đây. Đây là trước Vinbai Robo 16 à? Đúng. Dừng. Rồi, cái này là Zai anh 14 Pro Max. Cái gì tao gõ nó chúng mày vậy? Cái này là Zai anh Peter Pan rồi chị. Peter Pan vô. Dignity. A few moments later. Advent. Rồi gì nữa? Rồi. Ai? Rồi mấy đứa đó không biết nữa. Đó. 50% rồi mà. Ok. Chiếc này ta biết nè. Ba năm là xe đạp, đây là chiếc Giant thống nhất. Lục.
Xe LS0606. Sai. Này Exciter 110. Ai nhiều tiền nhất? Ai nhiều tiền nhất? Của bạn. Thằng nào không có tiền tự giác mày hết lên. Thank you.